Trong khuôn khổ đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp hệ thống phân phối nước ngoài, mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với các tập đoàn phân phối Aeon, Walmart, Central Retail, Lotte và các hiệp hội ngành hàng tổ chức hội thảo trực tuyến kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các hệ thống phân phối nước ngoài. Hội thảo thu hút khoảng 200 doanh nghiệp hoạt động trong các ngành hàng thủy sản, nông sản, thực phẩm chế biến tham gia. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, đây là hoạt động hướng tới doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến của Việt Nam với mục đích nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp với bộ phận mua hàng của các tập đoàn phân phối lớn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế trong nước cũng như tình hình sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam. Theo Thứ trưởng, việc tăng cường xuất khẩu thông qua hệ thống phân phối lớn là giải pháp hữu hiệu giúp các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị cung ứng hàng hóa toàn cầu. Tại hội thảo cũng diễn ra phiên tập huấn nhằm cung cấp thông tin về các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các mặt hàng Việt Nam khi xuất khẩu vào hệ thống phân phối nước ngoài và phiên kết nối doanh nghiệp B2B giúp các doanh nghiệp đã có hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của các hệ thống phân phối có cơ hội trực tiếp gặp gỡ chuyên gia mua hàng để giới thiệu, chào bán sản phẩm của mình.